Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em có tin những người ngồi tại đây sẽ có những con người làm triệu phú không? Tôi biết là amen hơi bị khó, nhưng mà hãy cứ amen. Và chúng ta cùng nhau bước đi. Một lần nữa trước khi vào lời Chúa, tôi muốn nhắc ý tưởng là tiền bạc. IKEA là một trong những hãng bán đồ gỗ đang đứng trong top 10 ở những hiệp hội khá là thành công. Có thể đứng số 1, số 2 gì đó. Và hãy lắng nghe này. Sự kinh doanh của IKEA rất là khôn ngoan. Hàng có thể bạn nhìn thấy rẻ hơn nhiều nơi khác, nhưng sự thật rất là đắt. Bởi vì họ đã không phải bỏ tiền trả cho những người đi tìm hàng cho bạn, chở hàng cho bạn và lắp hàng cho bạn. Mà tâm lý của chúng ta lại vẫn nghĩ rằng đồ của họ rẻ. Lắng nghe ở chỗ, cái vấn đề nằm ở đây này, chứ không phải vấn đề ở đây. Thật ra khi bạn kinh doanh trong cuộc sống của bạn, không phải chỉ là đồ ăn ngon, mà bạn cần phải xin Chúa cho những ý tưởng mới, cho cách phục vụ, cho cách làm sao để mà bạn được thành công, lợi cho người tiêu dùng và lợi cho bạn nữa. Cái này người tiêu dùng họ sẵn sàng trả nhiều giờ công làm việc của họ. Nhưng cái hay ở chỗ là khi nào họ dỗi thời gian, họ sắp xếp được. Còn nếu như phải trả tiền cho người vận chuyển tới nơi, người lắp cho bạn đống đó đó, thì không biết bao nhiêu tiền và giá thành vượt quá cao mà người tiêu dùng không thể mua được. Vậy cho nên trong công việc làm ăn của bạn hãy suy nghĩ làm thế nào để có thể giảm tối đa những cái vô ích mà tiền có thể vào túi của bạn một cách thực hữu và lợi cho người tiêu dùng nữa. Đừng để cho nó chảy ở dọc đường. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Cái đó nó là ý tưởng. Ý tưởng là tiền. Hãy quay sang người lân cận nói rằng đừng bao giờ bỏ qua ý tưởng là tiền. Bởi vậy cho nên đừng bỏ khi đọc Thánh Kinh. Trong này đầy những ý tưởng. David nói rằng ý tưởng của Ngài dành cho con nhiều hơn cát. Bạn thử xem có một người nào được thành công của những phát minh đó lại không bởi đấng tạo hóa gõ một phát vào đầu. Newton ngồi nằm ở dưới gốc cây táo, và khi quả táo rơi vào đầu, một cú gõ vào đầu vô tình đó thôi, mà cuối cùng hàng ngành hàng không, ngành vũ trụ, bao nhiêu cái được thay đổi. Luật vạn vật hấp dẫn đã tìm ra, và nhờ đó chiếc máy bay phản lực có thể cất cánh bay khỏi trái đất được, khi ở trong nội lực mạnh hơn lực hút của trái đất. Bạn ơi, chúng ta có nhiều cơ hội. Amen. Tại sao bạn không có bao giờ, hay là dọc đường đúng vào mùa thu đầu này, đặt câu hỏi tại sao lá mùa thu lại màu vàng màu đỏ, mùa hè lại không phải có màu đó? Phải chăng cái màu đó vào mùa thu này mới xuất hiện? Xin lỗi, không phải vậy đâu. Nó, cái màu đỏ màu vàng đó, nó đã có ở trong lá cây từ mùa hè rồi, nhưng vì dục liệp tố, lục diệp tố, nhờ ánh sáng mặt trời mạnh cho nên nó hoạt động rất là mạnh. Khi mùa thu mặt trời yếu, cái đó nó giảm dần, chuyên màu đỏ màu vàng ở trong lá cây đó được bộc lộ nhiều hơn. Bạn nói rằng tiềm năng của bạn không có, ý tưởng mới của bạn không có. Không phải, bởi vì có nhiều khi bạn quá mải mê những việc vô tích sự, nhiều khi bạn quá xa lầy vào những tội lỗi, những băn khoăn của đời này, sự lo lắng, cho nên cái màu của ý tưởng mới ở trong bạn nó không lộ ra được. Hãy làm sao kích thích cái màu vàng màu đỏ ở bên trong của bạn được lộ ra. Amen anh chị em. Đọc lời Chúa, tiếp xúc với những con người thành công, đến gần Đức Chúa Trời, đấng đó chỉ cần một cái gõ vào đầu của tôi và bạn, tòa nhà 1000 chỗ ngồi được mọc ra, hội thánh 1000 người trở lên sẽ xuất hiện. Bạn từ một người cảm thấy vô dụng khi bạn nhìn vào bản thân bạn, bạn không còn thấy bất tài nữa, chỉ một tích tắc bạn được thay đổi. Amen. Amen anh chị em. Hãy quay sang lân cận nói rằng
Chúa là đấng thay đổi tôi và bạn. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài đặc biệt liên quan tới bạn ngày hôm nay. Bạn có thể ngồi tới đây đặt câu hỏi, tại sao tin Chúa rồi mà vẫn không thấy phước đâu? Bạn có thể đặt câu hỏi, tại sao tôi nhận nhiều phép lạ mà vẫn không thấy lòng được thỏa mãn? Bạn đặt câu hỏi, phép lạ ngày xưa đâu rồi? Tại sao bây giờ lại không thấy nhiều phép lạ như ngày xưa nữa? Hay là Chúa thay đổi? Chúa đang đến tuổi về hưu. Bạn có thể đặt câu hỏi, làm sao để được ơn phước Chúa tuôn đổ không ngừng cho tôi và qua tôi tới người khác? Ở bên Israel, hiện tại chúng ta có 8 người từ Việt Nam chuyển giáo đi sang đó để tham quan đất thánh. Hội thánh chúng ta có 2 người, Thăng và Yến. Chúng ta cần cầu nguyện cho tên lửa bắn ở chỗ nào nó rơi ra biển, còn nó không găm được vào đầu của anh em chúng ta. Amen. Nếu mà nó rơi xuống chính cái này, bong, nó bật ra ngoài. Ở bên đó có 2 cái biển, một là biển Galilee và hai là biển Chết. 2 cái biển này đều gắn chung một dòng sông Giô-đanh. Sông Giô-đanh từ phía bắc đổ xuống, chảy qua biển hồ Galilee, rồi chảy tiếp từ Galilee xuống biển Chết và dừng lại. Biển Chết thấp hơn mặt nước biển khá sâu, cho nên nó không có chỗ thoát. Nó chỉ nhận mà không hề cho. Bởi vì vậy cho nên nó tới bây giờ gọi là biển Chết. Nó chỉ nhận phước mà không hề cho ai, chỉ thoát qua sự bốc hơi. Thật ra càng bốc hơi nhiều thì lượng muối ở bên trong nó càng lớn dần, muối khoáng càng lớn, cho tới ngay cả người xuống nước mà nước cũng không nhận nổi con người đó. Tôi là người không biết bơi, tôi khoái tắm ở biển đó, bởi vì nằm trên mặt nước đọc sách được. Tôi đã 2 lần đến biển đó, 2 lần xuống dưới biển và 2 lần đọc sách trên biển. Trưởng lão Vượng biết bơi, còn tôi không biết bơi. Thành ra tôi ước ao sẽ sang đó một lần nữa, và lần tới sẽ đi cùng vợ của tôi. Vợ tôi nói rằng, anh đi đến 2 lần mà em chưa đi lần nào. Ước ao kỷ niệm 15 năm ngày cưới, hai đứa chúng mình dẫn nhau sang Israel. Hy vọng ngày chú quay trở lại chưa tới. Tại sao biển Galilee? Ở đó có 153 các loài cá. Tôi cùng trưởng lão Vương với các trưởng lão khác ngồi trên mạn thuyền, nhìn thấy cá nhảy tóc 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 nhảy ở mặt nước như vậy. Nhiều cá lắm. Bạn chỉ cần vô tình rơi một mẩu bánh mì xuống thôi đó, nó nhảy quăm quăm. Còn ở biển Chết thì lại không hề có cá. Bởi vì một hồ là nhận và ban cho, còn một hồ biển Chết đó chỉ nhận không thôi. Bởi vậy cho nên nếu như bạn đang đặt 5 câu hỏi vừa rồi tôi liệt kê ra, thì câu trả lời ở chỗ bài giảng hôm nay dành cho bạn, đó là bạn cần phải ban phát phước hành cho người khác. Ban phát phước đó, đó là ban phát Chúa Giêsu cho người khác. Bạn cần phải làm chứng về Chúa Giêsu và mang họ tới nhà thờ. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn 10 cái sai lầm mà tại sao chúng ta không đưa người mới tới hội thánh. Nhưng trước khi nghe những 10 nguyên tắc đó hay là 10 cái sai lầm đó, chúng ta cùng nhau đọc một số câu kinh thánh. Hãy cùng tôi giờ sách Roma đoạn 1 câu 16. Đây là lời của sứ đồ Phaolô. Ông nói một câu nói rất là đặc biệt mà trong đó có tôi và bạn. Ông nói rằng, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Tin lành là tin về Chúa Giêsu. Tin lành là về Giêsu. Tin lành là Giêsu. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cứu. Quyền phép Đức Chúa Trời, đó là tin lành. Quyền phép của Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giêsu. Một vị mục sư nọ sau khi giảng tin lành trong một đại hội đầy ơn của Chúa, ông đang được sức giàu, đầy sự vui mừng khi dấu kỳ phép lạ xảy ra. Ông rời khỏi khách sạn đi xuống mua một tờ báo ở một cái kiosk bên Nga. Đang đợi tiền thối lại, có một ông say rượu, gọi là người vô gia cư lại gần. Ê, đưa đây cho tôi xin ít tiền để mua bánh mì. Trong khi nhìn, mục sư đang nhìn cái ông say rượu kia đang móc một vài đồng cho mua đủ cái bánh mì, thì bỗng nhiên ông ta cái gì đó từ bên trong lòng của anh chàng say rượu kia chuyển động. Một luồng nước vàng vàng đặc sệt phun ra khỏi miệng, văng vào áo của ông mục sư đó. Mùi kinh hoàng.
Người mục sư này, ông ta đã từng say rượu trước khi tin Chúa, từng nôn ọe, nhưng cái mùi nôn của mình nó khác với mùi nôn của người khác vào mình. Không chịu nổi chạy về khách sạn, chui vào bồn tắm, nước sôi vào trên đầu tắm như vậy, và trách cái tên say rượu kia: làm ơn mà mày lại làm họa cho ta. Trong lúc đang tắm dưới vòi hoa sen, Chúa mới hỏi người mục sư đó: con, sự khác biệt giữa con với tên say rượu ở chỗ nào? Người mục sư này nói: thưa Chúa, con không trả lời được. Chúa nói: hãy nghe ta trả lời cho con này. Sự khác biệt giữa con với tên say rượu vừa rồi là chỉ là ta. Con có ta, còn hắn không có ta. Và khi Chúa trả lời cho vị mục sư đó, ông ta lập tức hiểu được điều Chúa nói. Ông ta đã từng say rượu nhiều năm tháng thời sinh viên. Ông ta đã từng ôm toilet nằm ngủ cả tối, sáng tỉnh dậy thấy cái gối là cái bậc ngồi của toilet. Ông ta hiểu được rằng từ khi tin Chúa Giêsu, ông ta bỏ được rượu. Sự khác biệt giữa có Chúa và không có Chúa. Nếu con người này đang nghĩ rằng mình hoàn thiện, chỉ cần bỏ Chúa ra khỏi đời sống của mình thôi, mình còn tệ hại hơn những kẻ mà chưa ngồi ở đây. Hỡi con cái Chúa ngồi tại đây, đừng bao giờ nghĩ mình hơn những người không có mặt hay là chưa có mặt tại đây. Bạn không hơn được họ đâu. Chỉ hơn đúng một điều là họ chưa được nhận điều mà bạn đã được nhận. Vì sao họ chưa được nhận? Bởi vì họ chưa được nghe điều mà bạn đã được nghe. Vì sao họ chưa được nghe? Bởi vì đã có ai đó trước bạn nói với bạn về Chúa Giêsu. Bởi vì họ không hổ thẹn về điều họ đang có. Còn chúng ta nhiều khi lại hổ thẹn về điều chúng ta đang có, không nói với người khác. Sự khác biệt chỉ có Chúa Giêsu ở giữa thôi. Chỉ cần Chúa bước ra khỏi đời sống của mình, lập tức cuộc đời mình trở lại như cũ, còn tệ hơn nữa cơ. Amen. Phaolô nói: tin lành Chúa Giêsu đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cứu. Cứu ở đây nó có 5 cái nghĩa: cứu chúng ta thoát khỏi sự chết của tội, cứu chúng ta thoát khỏi cái bệnh, cứu chúng ta thoát khỏi cái nghèo, cứu chúng ta thoát khỏi cái ngu dốt, cứu chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi và lo lắng. 5 cái đó giống như 5 ngón tay của Satan đang đè trên mỗi chúng ta vậy. Chúa đến, quyền năng của tin lành bẻ từng ngón tay một của Satan, bẻ gãy, và cuối cùng nó chỉ còn mỗi cái khỉu này, không làm gì được bạn đâu. Amen. Amen anh chị em. Kẻ cụt tay làm sao mà bắt được bạn? Anh chị em đã bao giờ nhìn thấy cánh cụt chưa? Chim cánh cụt mà đuổi bạn làm sao mà bắt được bạn? Amen. Chúa Giêsu tới để bẻ khỏi bạn sự chết. Chúa tới bẻ gãy khỏi bạn sự bệnh tật. Chúa đến bẻ gãy khỏi bạn sự nghèo đói. Chúa đến bẻ gãy khỏi bạn sự ngu dốt. Chúa đến để bẻ gãy khỏi bạn sự sợ hãi và bất an. Một đại biểu quốc hội nọ đã nói trước quốc hội của một nước vô thần: tôi nghĩ nan đề cho thanh thiếu niên hiện tại của nước chúng ta chỉ có mỗi cái, hãy cho chúng nó đọc Kinh Thánh thôi các ông ạ. Kinh Thánh thay đổi được tôi thì thay đổi được tất cả mọi thanh thiếu niên. Amen. Bạn thử dở lại trang báo đầu tiên, bật vào trang báo điện tử Việt Nam mà xem. Tị nạn, xã hội, bệnh tật, rồi bao nhiêu nan đề đầy khắp cả trang đầu tiên vậy. 30 năm trước ít nhìn thấy, còn bây giờ đầy dẫy. Những điều mà quái lạ: một cháu bé tại Ấn Độ sinh ra nửa người là cá, nửa đầu là người, tim nằm ở bên ngoài. Một cái quái thai. Cái gì đang diễn ra trong thế giới bây giờ vậy? Nhà nước Hồi giáo vừa được dấy lên, cắt cổ từng con người một cách công khai. Kinh hoàng không anh chị em? Bệnh Ebola, Ebola dịch đang đe dọa cả toàn cầu. Cái gì đang diễn ra đây nếu không phải quyền phép của Đức Chúa Trời? Amen anh chị em. Câu trả lời Chúa Giêsu. Nhưng mà tại sao bà lại thấy buồn? Tiếp theo, sách Roma đoạn 10. Chúa Giêsu là quyền phép Đức Chúa Trời để cứu chúng ta qua 5 cái điều đó. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Hallelujah. Chỉ cần bạn kêu cầu danh Giêsu thôi. Hỡi những con người đang ngồi tại đây, nếu như bạn thắc mắc nói tôi đi theo tôn giáo này, tôi thấy như vậy là đủ rồi. Ok, không ai ép bạn phải bỏ đạo hết. Có người tôi giảng tại Ukraine đang giảng Chúa Giêsu, anh ta giơ tay lên nói cho tôi một lời nói, bảo mời anh nói. Ông nói rằng: ông ơi, đừng kêu gọi chúng tôi bỏ đạo, chúng tôi không đổi đạo đâu.
Tôi nói rằng anh ơi, anh nhầm rồi. Tôi không hề kêu gọi anh bỏ đạo hay là đổi đạo. Tôi kêu gọi anh đổi đời. Nếu như cái mà anh đang tin theo, anh cảm thấy được phước và bình an, hãy tiếp tục đi theo đi. Không ai bắt anh phải thay đổi. Còn nếu thực sự trong thâm tâm của anh hiểu được rằng sự vô vọng, tôi kêu gọi anh hãy quên tất cả những điều gì tôi đang nói hai tiếng vừa rồi. Chỉ cần nhớ có đúng một từ thôi, Giê-xu là đủ. Tôi có thể nói hay, nhưng khi tôi đi khỏi anh thì cái hay của tôi sẽ đi theo tôi. Còn tôi đang nói về một đấng hay. Tôi đi đấng đó ở cùng anh. Chỉ cần nhớ tên Giê-xu thôi. Hãy nhớ danh Giê-xu. Kẻ nào kêu cầu danh Giê-xu, kẻ đó được cứu. Một vị mục sư nọ đi vào một tòa nhà thương mại tại Thụy Điển thăm một người bạn, đi lên cái cầu thang máy đến tầng thứ 7, thứ 8 gì đó. Bỗng nhiên Chúa nói với anh ta rằng hãy la lên Giê-xu thật to 3 lần. Ông nói rằng Chúa ơi, ở đây toàn những người có học, toàn những người mà nghiêm túc ăn mặc quần áo thật đẹp, nhưng con la lên người ta bảo con khùng. Chú bảo hãy la. Anh ta, ông ấy nghe lời của Chúa nói Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Nó bịt mặt về trong cái thang máy đó, còn nhiều người đang ở cùng. Anh ta rời khỏi tòa nhà đó rất là nặng. Thời gian sau, một người đến tin Chúa Giê-xu và lên làm chứng. Tôi là một thương gia trong tòa cao ốc nọ. Tôi chuẩn bị phá sản. Và nếu mà phá sản, nhà tôi bị cầm, vợ tôi phải ra ngoài ở. Đang đau khổ không biết làm sao, tôi ra ngoài hành lang đó, chỗ mà cầu thang máy đó. Tôi ngồi suy nghĩ và nhìn trời qua cái cửa sổ, nói ở dưới trời này có ai không giúp gia đình tôi với. Thì bỗng nhiên từ trong thang máy có ai đó la lên Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Tôi nhớ lại bà của tôi đã đi nhà thờ, đã từng nói với Giê-xu ngay tại chỗ đó. Tôi đã kêu cầu danh cho Giê-xu. Nhà tôi không bị thu lại, tôi đang có những hướng mở ra làm ăn mới. Nợ vẫn còn, nhưng sự lo lắng và trầm cảm không còn tấn công gia đình tôi nữa. Tôi đã có những hướng mới. Tôi đến đây để nói cảm ơn Chúa vì Giê-xu đã cứu gia đình tôi. Bạn ơi, không cần bạn biết nhiều, triết lý chỉ làm cho bạn nhức đầu thôi. Hãy nhớ danh Giê-xu, kêu mà xem. Bởi vì kẻ đang nói đã từng như vậy. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì người đó được cứu đi tiếp nào. Nhưng họ chưa tin Ngài thì làm sao kêu cầu được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm sao mà tin? Một người Nga ở bên Nga đi ra chợ Vòm bán nước giải khát, kéo cái xe giải khát đến từng quầy của người Việt Nam. Anh ta học được từ anh có biết Chúa Giê-xu không bằng tiếng Việt. Và khi nói rất là sõi, nói bán nước 7-Up. Người kia cầm chuẩn bị tu rồi. Anh chàng này nói anh có biết Chúa Giê-xu không? Cái người kia nói thế giá bán buôn bao nhiêu, giá bán lẻ bao nhiêu? Anh chàng Nga kể lại cho tôi nghe. Mình cười nhưng mà lòng ở trong đau nhói. Giê-xu, cả thế giới gần 3 tỷ người được biết rồi, thế mà Việt Nam chúng ta đã có những con người lại nghĩ Giê-xu là tên của một hãng nước ngọt. Vì chưa có ai nói cho họ. Nếu không có ai nói với tôi về Giê-xu, tôi cũng nghĩ Giê-xu giống như cái người bán hàng tại chợ Vòm nọ vậy. Bởi vì đã có ai đó, mẹ nuôi của tôi đã nói cho tôi biết về Giê-xu. Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai giao giảng, nếu chẳng ai nói thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai đi thì giao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Những người nào đã từng một lần ra chợ Đồng Xuân làm chứng từ 2 giờ đến 4 giờ đã đứng dậy tôi xem nào. Đã từng một lần, ít nhất một lần đứng dậy. Amen. Hãy vỗ tay chúc mừng những con người này. Amen. Hallelujah. Xin mời ngồi. Chúc ban phước cho anh chị em. Tôi được phước bởi vì một ai đó đã dũng cảm nói về Giê-xu. Tôi nói thật nhá. Bà mẹ của tôi, một người mẹ nuôi 7 đứa con nghề rửa bát. Bà mẹ nuôi của tôi giữ Ukraine 7 đứa con làm nghề rửa bát. Nhưng bà đã nói về Giê-xu cho tôi. Mỗi lần biện luận với tôi, bà đều thua hết. Có như bao nhiêu lần bà ngồi bà khóc bởi vì há miệng không cãi lý được với tôi. Và cuối cùng bà chỉ nói một câu: con à, cái gì con nói cũng hợp lý hết đấy, nhưng mà có một cái không hợp lý là đời của con khổ lắm con ạ. Nếu không có Chúa thì tất cả những cái hợp lý của con mà mẹ thua đó, nó trở thành vô lý trong đời sống của con. Nếu có vợ con mới nhìn thấy cái vô lý đó. Tôi cãi lại rồi, nhưng về phòng riêng của mình nói bà nói đúng. Bởi vì tôi đang không dám lấy vợ. Mọi người hiểu không? Bà biết được cái gì trong lòng của tôi. Nói thì có lý, đầu mình có lý,
nhưng mà trong lòng có một khoảng rỗng lắm. Hay là bởi cái có lý đó mà nó hút dần cái chân thật trong con người của tôi đi, bởi tiền bạc, bởi ăn chơi đàn hút, cho nên cái tốt, cái hay, cái ý nghĩa không còn trong tôi nữa. Bà nói hãy kêu cầu danh Chúa đi, mẹ không thể bắt mẹ được con, nhưng mà hãy kêu cầu danh Chúa. Con mà thấy lòng vô vị, khoảng trống thì chỉ có một điều, thiếu chân lý là Chúa Giêsu. Người đàn bà thiếu học đó đã mang tới cho tôi một điều mà tôi không bao giờ có trước đó. Tôi có nhiều điều bà không có, nhưng có một điều quan trọng nhất của cuộc đời thì tôi lại không có mà bà có. Bởi vậy những người ngồi tại đây, bạn có thể không giàu bằng nhiều người bạn đang nói chuyện, bạn không bằng cấp khoa học như nhiều người bạn đang có, bạn không phải là giáo sư như cha của tôi, nhưng bạn có một điều mà bố tôi, bạn có một điều mà những người triệu phú không có, bạn có Chúa Giêsu. Đừng nói cái gì mà người ta có, hãy nói cái gì mà bạn có mà người ta cần. Amen. Có ai đã nói rằng tôi chưa giàu bằng người kia, không dám nói về Giêsu? Tại sao? Họ không có, bạn có, hãy nói cho họ biết về điều bạn có. Còn nhận hay không đó là quyền của họ. Đừng ép bất kỳ một người nào tiếp nhận Chúa Giêsu. Tiếp theo. Ok, mấy câu kinh thánh tôi có thể dừng lại, nhưng mà tôi muốn nói về một số những điều vì sao chúng ta không mời người khác tới hội thánh. Một, tôi đơn giản không nghĩ được điều đó. Tôi đơn giản đến tin Chúa là chỉ tin thôi, ở đây trong hội thánh một mình thôi là đủ. Không ai nói với tôi rằng phải đi ra nói về Chúa Giêsu. Thành ra tôi không nói và không dẫn người ta tới về hội thánh. Cái đó là điểm đầu tiên, nguyên nhân vì sao chúng ta không làm chứng cho người khác về Chúa Giêsu. Tôi nhớ ở một nhóm tế bào tại Sokol bên Nga, nhóm tế bào đã bắt đầu vào rồi, tôi đến hơi bị muộn. Tôi đi đến hành lang, ở bên trong người ta đang hát này ngày hôm nay do Chúa Giêsu và Đấng Sáng Tạo làm thành. Họ hát nhưng cái cửa họ đóng lại. Ở cái cửa đó có một cái lỗ, có một chị, tôi nhìn thấy là chị đang trồng bông như vậy, nhìn qua khe cửa, nhìn vào xong lắng tai, tay đang cầm một bát cơm, có một cái thìa. Thằng con nó chạy đi chạy lại hành lang, cứ nhìn như vậy, nó lắng nghe, cầm bát cơm, cầm cái thìa. Tôi lại gần đứng bên cạnh chị, chào chị. Chị nhìn tôi xấu hổ quá. Chị lại không biết rằng là tôi đi vào cái phòng đó. Chị nói rằng anh ơi, cái bọn này nó hát hay lắm anh ạ. Tôi bảo sao mời chị vào. Không, bọn này là bọn đạo, nó chỉ dành cho bọn nó thôi, chứ mình không được vào đâu. Tôi bảo không, tôi là mục sư của họ mà. Thế anh là mục sư à? Chị bảo chị chạy cầm bát cơm đi theo thằng con. Tôi đi vào thấy tín đồ của tôi vẫn đang quỳ gối. Chúa ơi, hãy mang sự phán đường tôi, đưa người tới với chúng con, đưa người tới với chúng con. Tôi vào nói, anh chị em ơi stop, không cần cầu nguyện nữa. Trong khi chúng ta ở trong căn phòng đóng cửa kêu cầu Chúa đưa người tới, họ đứng ở ngoài cửa, họ nhìn người và nói rằng bọn này nó chỉ dành cho bọn nó thôi, còn mình không được vào đâu anh ạ. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên hãy đi ra khỏi căn phòng này, làm chứng cho những người xung quanh. Họ ngay sát bên phòng kia, họ chưa bao giờ được nghe bạn nói rằng Chúa Giêsu yêu họ, hãy đến với Giêsu. Thành ra họ phải xử sự như vậy. Hãy nói người khác của Chúa Giêsu. Amen. Nếu không có người đàn bà Mama Zena thì bố tôi sau 3 tháng, sau 6 tháng tôi tin Chúa, không có câu nói rằng Hùng, Giêsu của mày tao không biết là ai, nhưng ai mà thay đổi được mày thế này chỉ có ông trời thôi. Cảm ơn Chúa, Hùng trắng nhờ trời đã trở thành một con người khác. Thành ra hãy nói với người khác về Giêsu. Amen. Amen. Điều thứ hai, tại sao chúng ta không mời người khác tới hội thánh? Tôi sợ bị người ta chối bỏ và khinh bỉ. Có một số người gặp, ô, cháu không cần, cho chuyện môi bộ. Dạo này thì ông ăn nói hay quá nhỉ, thế làm điều tốt nào nâng cao sĩ diện không? Ông cần nói không, xin lỗi cho tôi 2 năm rồi không hút thuốc lào rồi. Ôi làm gì có chuyện bỏ thuốc lào được, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên không? Đào lên đi ông. Không, mời đến nhà chơi. Sau một thời gian tiếp xúc họ thấy ông cần quá thay đổi, gia đình nhiều thay đổi, và lúc này họ tôn trọng ông cần nhiều hơn. Nhưng mà ông cần sợ là nguyên nhân mà khi họ biết rằng nhờ Chúa mà tôi thay đổi, thì có thể họ quay sang họ khinh bỉ ông cần. Vì ông cần đã từng nhiều lần nói với bạn và mình nói rằng tôi có Chúa Giêsu cho nên cuộc đời tôi được thay đổi. Giêsu gì siêng gì, thời đại này tên lửa bắn ầm lên vũ trụ kia mà còn tin Giêsu à? Ông cụ dích để mốt nông dân. Và bắt đầu từ đó họ không đến nhà ông cần nữa. Thế bắt đầu từ đó chúng ta sợ khi nói về Giêsu họ sẽ coi thường chúng ta. Mọi người hiểu không?
chúng ta hay có thể vác ông Einstein hay là ông Newton ra hay là ông này ông kia để nói rằng đấy là nhà khoa học này nói, người ta thấy nghe có vẻ sang trọng, nghe có thể hay hay có học đấy, nhưng mà khi nói Chúa Giêsu nó đổ nông dân. Thế chúng ta sợ, anh chị em ơi đừng có sợ. Amen. Đừng có ngại. Amen. Họ có thể chửi bới bạn, khinh bỉ, nhưng họ ra về với một hình ảnh nó được thay đổi. Tại sao mình lại vẫn thế? Thành ra hay là chúng ta đi theo cái nông dân của nó đi. Đừng có sợ. Amen. Hallelujah. Điều thứ ba, chúng ta hay nói rằng hội thánh bây giờ nhạc vẫn chưa hay. Thành ra cái bọn bạn tôi đó, nó thường nhìn thấy disco, nhạc nó loại bass bùm như vậy, toàn bài nhạc hay, chứ lên đến hội thánh này thấy nghe còn tồi hơn cả cải lương, karaoke còn hay hát hay hơn hội này. Thành ra nhạc chưa hay, thành ra tôi chưa dẫn bạn tôi tới, đợi khi nào nhạc hay thì tôi dẫn người khác tới. Hoặc là ôi cái bài giảng không hay, phải đợi khi nào cái ông hay hay tới thì tôi mới dẫn bạn tôi tới. Nhưng mà cả đời dẫn có một lần, thành ra là nó không tin Chúa Giêsu được. Bạn ơi, bạn cho họ gặp ai? Gặp những bài hát hay, hay là gặp người nói hay? Hoặc là bạn cho họ gặp Chúa Giêsu, cái gì thay đổi cuộc đời của bạn? Không phải bài hát hay, không phải bài giảng hay. Mọi người hiểu không ạ? Bạn nhớ lại xem, khi bạn đến hội thánh, một cái đàn guitar đứt dây hát bầm, thậm chí người hát bằng tiếng Việt còn không hiểu bạn, cái người đó hát cái gì nữa cơ. Nhưng mà bạn vẫn tin Chúa Giêsu. Bởi vậy cho nên hay dẫn người ta tới với Giêsu gặp Ngài. Một điều tiếp theo nữa, có người nói rằng ôi mục sư ơi, ôi anh chị em ơi, tôi không dẫn bạn tôi đi được vì hội thánh nhiều nan đề quá đấy. Có một số người họ cứ nhè nhè, không là hơi có tiền cái là bay khẩn trương rồi bùng mất. Mà này tôi nghe thấy hội thánh còn gì ăn cắp tiền của nhau nữa, thì nha là rồi có nhiều người hay nói xấu sau lưng, hay chia rẽ. Tôi tưởng là trong hội, nghe là hội thánh thành là hội toàn những người thánh, chứ đến đây rồi không những không thánh mà lại còn nhiều nan đề hơn nữa, thành ra tôi không dám đưa bạn tôi tới. Bạn ơi, bạn nhầm rồi, bạn nhầm rồi. Hãy lắng nghe tôi nói, hội thánh là một bệnh viện đa khoa. Hội thánh là một bệnh viện đa khoa. Tôi đã từng là một bệnh nhân. Ai đó tại đây đã từng là bệnh nhân hoặc là đang là bệnh nhân. Nó nhiều phân ngành khác nhau. Người thì bệnh trầm cảm, người thì bệnh đau đầu, người thì bệnh viêm màng túi, người thì dạy dỗ con không được, người thì đang ly dị. Mỗi một người tới đây đều mang theo một căn bệnh tới. Vì Chúa nói rằng kẻ có tội mới cần Chúa Giêsu, kẻ bệnh cần bác sĩ. Bạn mang tới bệnh viện, không một người nào rời khỏi bệnh viện đa khoa nói rằng đưa đây tới toàn người bệnh. Bệnh viện mà đâu phải là viện bảo tàng. Ông đến viện bảo tàng hay là đám cưới mà thấy toàn người xinh người đẹp, chứ còn đến bệnh viện là thấy toàn người bệnh, chứ có vài ba người mặc áo trắng khỏe khỏe thôi, chứ chắc họ đã khỏe, họ bệnh khác. Bởi vậy cho nên đừng nhìn vào con người mà đánh giá hội thánh và không đến nữa, đánh mất cơ hội cho họ tin Chúa Giêsu và thay đổi. Amen. Thành ra không có ngại. Thế ra hội thánh bên Nga có lần tôi thông báo, anh chị em cẩn thận ví tiền của mình và hộ chiếu luôn mang theo, đừng để áo khoác ở chỗ kia, có thể bị bắt cóc. Nhân sự có người hỏi tôi, mục sư mà thông báo như vậy người ta bỏ hết hội thánh. Bảo không, tôi không muốn người ta nhìn hội thánh một cách quá mấu, mà cuối cùng họ vỡ mấu thì dở lắm. Hãy nói thật với họ để họ cẩn thận, vì hội thánh có nhiều thành phần người tới, kể cả con nghiện tới nữa. Thế ra hãy cẩn thận. Hội thánh không phải là nơi hoàn thiện. Amen. Hội thánh là nơi những con người không hoàn thiện tới để hoàn thiện hơn, những người bệnh để khỏe hơn. Chúng ta cần phải người khỏe hơn, hãy chăm sóc người yếu hơn. Amen. Hãy quay sang lần cận nói rằng chúng ta cần nhau lắm. Có ai đã nói rằng tôi không mời người khác tới được vì tôi không biết bắt đầu nói như thế nào, thành ra là không biết nói cái gì. Bạn ơi, đơn giản lắm. Ai đã từng một lần yêu cho tôi xem nào. Ok. Ai đã từng sau khi yêu đó đi kể cho ai đó nghe về người mình đang yêu, giơ tay tôi xem nào. Ok. Bạn biết cách nói như nào rồi đúng không? Bạn đâu có phải đọc bài thơ tình yêu của Pushkin đâu. Anh yêu em đến nay từng, có thể ngọn ngửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Đâu cần phải đọc đâu. Bạn cần đến đơn giản, không cần phải máy móc, không cần phải hình thức gì. Tôi có người yêu rồi đấy. Người hỏi, thế người yêu nào? Bắt đầu kể thôi. Thì y chang của Chúa Giêsu. Bạn rằng tôi tin Chúa Giêsu rồi đấy. Hỏi Giêsu nào? Hãy nói Giêsu đơn giản. Hãy mở miệng. Chúa nói, hãy há ngoác miệng mình ra, Ngài đổ lời của Ngài vào. Đơn giản lắm. Thường chúng ta mở miệng khó, thành ra chúng ta cứ lỉnh không nói. Thành ra không cần phải nói cái gì hay. Amen. Amen. Hallelujah. Có ai đã nói rằng bởi vì không ai thúc tôi đi nói với người khác, tại sao bạn nhận được phước bạn ích kỷ và bạn im lặng à?
bạn ăn ngon như vậy hay là bạn chưa được phước? Còn nếu bạn đến đây gặp Chúa được phước thì bạn phải nói cho người khác chứ. Có người khác nói rằng dẫn người đến hội thánh là việc của Đức Thánh Linh, còn tôi đó làm gì được, thành ra là cứ để Đức Thánh Linh hành động, tôi cứ đóng cửa kiêng ăn cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Ok, nếu bạn là người nữ, nếu bạn là người nam, bạn đói bụng, vợ của bạn cứ bảo đấy là công việc nuôi chồng của Đức Thánh Linh, em sẽ cầu nguyện để cho Đức Thánh Linh nuôi anh, thì bạn sẽ biết rằng chuyện gì xảy ra rồi, đúng không? Còn vợ bạn á, cái ông chồng ấy là miệng ngậm hạt hột thị, không bao giờ nói chuyện, và rõ ràng ông chồng biết nhu cầu của vợ, và vợ nói anh ơi hãy nói chuyện với em, ông chồng đóng cửa nói rằng đây là việc Đức Thánh Linh, anh vào cầu nguyện để cho Đức Thánh Linh nói chuyện với em. Chuyện gì xảy ra rồi bạn biết không? Bởi vậy trên có những cái lắng nghe này, có những cái Chúa Thánh Linh làm, còn có những cái bạn phải làm. Chúa không bao giờ làm thay cho việc bạn phải làm. Vợ của tôi và tôi mang đồ ăn tới đặt trước mặt con của tôi, nhưng việc xúc cơm và việc nhai là việc của chúng nó. Amen. Việc của đấng chân chiên dẫn chúng ta tới mé nước bình tĩnh, còn uống nước hay không đó là việc của chiên, chứ không người chân nào đẻ chiên xuống tống cổ, tống vào cổ họng nó nắm rơm và nói nhai 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 xong rồi dập như vậy đời chiên đi rồi. Bởi vậy cho nên hãy xác định. Vừa rồi tôi có đi xe một người giúp tôi bốc vác, tôi nói với người anh em rằng này, hỏi ông sếp, người đó là sếp, tôi nói hỏi ông sếp, muốn trở thành người sếp thành công, hãy nghe một sư nói và suy ngẫm này. Người thành công của một sếp không những chỉ biết mình làm giỏi cái gì, mà còn biết mình không nên làm cái gì nữa. Còn nếu như em mà không biết mình không nên làm cái gì mà cứ làm đại, thì thời gian sẽ bị mất qua những việc cần phải làm. Bạn cần phải biết cái gì bạn phải làm và cái gì bạn không được quyền làm, bởi vì thời gian của bạn có hạn. Mọi người hiểu không? Vậy cho nên hãy xác định cái gì mà Chúa làm, còn cái gì mà bạn cần phải làm. Còn nếu cái mà bạn cần phải làm bạn không làm thì khác gì nằm ở dưới gốc cây sung há miệng đợi sung rụng vào miệng. Sung nó vào đồ lười, rụng vào chỗ nào thì rụng, cho miệng cái miệng đen đen của nó kia nhất định lẽ nó rơi gần tới nơi, nó bảo em lượn cho khác. Thành ra câu chuyện há miệng trời sung đến chiều mà không được quả nào vào miệng là như vậy đó. Nó rơi rào rào khắp mọi nơi nhá, đến sóc còn đến ăn nữa, chuột còn đến ăn quả sung, nhưng riêng cái lỗ miệng của kẻ lười, quả sung nó nói rằng tớ thích chỗ khác sung sướng hơn là cái lỗ miệng của thằng lười. Thành ra né, nó bay lệch chỗ khác, hay quay sang đằng cần nói rằng đừng lười. Điều cuối cùng đó là có nhiều khi chúng ta nói rằng hội thánh chúng ta quá xa, hay là đường đi của nhiều người mệt và vất vả. Hãy lắng nghe, nếu như họ bán hàng có một nguồn hàng nào đó rẻ, họ chắc chắn dậy từ 4 giờ sáng. Tôi được nghe thấy người đi nhập hoa đó, họ có cái chợ vừa rồi, tôi nghe thấy một người nói rằng là ngày xưa con phải đi bán cái loại bánh gì, bánh gì từ 10 giờ đấy, bánh gì, tôi lần đầu tiên được nghe cái bánh gì, bà Hiền, thằng Hoàng ngày xưa nó bán cái bánh gì, cái bánh gì nhỉ, bánh gì, bánh bột lọc nhưng mà không cái từ khác cả, bánh bèo, đúng, bánh bèo, tôi bảo tôi chưa bao giờ ăn bánh bèo. Nó bảo là từ 10 giờ tối cho đến 7 giờ sáng đi bán bánh bèo. Tôi bảo sao là công việc gì mà lại bán? Nó chở hoa một xưa ạ. Nó chở hoa làm gì? Là người ta phải đến đó nhập hàng từ tối khuya cho đến sáng sớm. Bạn biết vì sao không? Bởi vì nó làm ra tiền. Mà có một đấng là Chúa Giêsu đang ở đây, nếu họ biết được bạn được thay đổi, họ biết được ở đây có câu trả lời, thì dù xa từ thành phố khác, họ vẫn mò tới đây để thờ phượng Đức Chúa Trời. Mọi người hiểu không? Thế nên đừng sợ tất cả những cái nguyên nhân bạn đưa ra đó, nó bị phá vỡ ngày hôm nay, để bạn có thể đến nói rằng tôi đã có Chúa Giêsu, anh chị em ơi hãy đến với Giêsu, kể cả họ chống đối chối bỏ bạn nhưng không sao, cả thế giới này quay lưng khỏi tôi nhưng tôi có Ngài ở cùng. Đó là điều quan trọng, và quan trọng ở chỗ sau đó một vài năm người ta sẽ tin Chúa Giêsu những gì bạn đã gieo ngày hôm nay. Có người gọi điện thoại từ Siberia cho tôi nhá, gọi điện thoại sáng Đức này hỏi chào mục sư, em xem trong bảng thấy rõ ràng là mục sư, thế thì mục sư có nhận ra em không? Bảo xin lỗi em là ai? Em ở Camerova. Thế thì mục sư gặp em từ bao giờ? Mục sư ơi, có nhớ năm 94 không? 20 năm trước mục sư xuống đây chiếu bộ phim ông già mà bị chết trên thập tự giá đấy. Họ chiếu bộ phim Giêsu mà họ nói rằng ông già chết thập tự giá sống lại. Vì toàn có dâu, người Do Thái toàn dâu, họ nói rằng ông già chết trên thập tự giá. Và sau 7 năm em đã bắt đầu tìm hiểu Chúa Giêsu,
Có nghĩa là năm 7 năm sau đó là năm 2001. Tìm hiểu sau em đã tin Chúa được 4 năm rồi. Bạn ơi, ngần đấy năm để một con người ngấm lời Chúa. Bởi vậy cho nên bạn ơi, đừng sợ nói về Giêsu. Amen. Đứng dậy cầu nguyện nào. Tôi không hổ thẹn. Bạn không hổ thẹn về tin lành. Chúng ta cùng không hổ thẹn về tin lành. Nó không hổ thẹn về tin lành. Chúng nó không hổ thẹn về tin lành. Cả hội thánh chúng ta hãy giao truyền danh của Chúa. Cứ dắt tay họ tới. Hãy đến cùng tôi mà xem. Hãy đến hội thánh mà xem. Hãy đến nhà tôi mà xem. Nhìn thấy cuộc đời tôi được thay đổi. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Con cầu xin Ngài cho mỗi chúng con dũng cảm làm chứng cho mọi người biết về Giêsu. Hallelujah. Nếu được, các trưởng nhóm tế bào, những người trong nhóm tế bào và người trong hội thánh, hãy nghe lời tôi nói bây giờ để chuẩn bị cầu nguyện trước. Sắp tới chúng ta sẽ có chương trình cụ thể hơn. Chương trình gọi là 3 x 3. 3 người, 2-3 người thuận nhau ở dưới đất cầu xin bất cứ điều gì, Cha trên trời sẽ nhận lời. Hãy chọn 3 người trong nhóm tế bào của bạn hoặc là mối quan hệ gần gũi. 3 người đó, mỗi người ghi tên 3 người bạn thân nhất của mình mà sẽ nói về Giêsu cho họ. Viết thành một danh sách 9 tên, photocopy ra làm 3 bản, phân phát cho cả 3 người 9 tên đó. Cầu nguyện tháng đầu tiên, một tháng đầu tiên chỉ cầu nguyện cho người đó để Chúa Ngài để ý tới họ. Tháng thứ hai, hãy đi thăm viếng 3 người bạn của mình, đến nhà chơi và đưa họ tới nhà của mình. Đến tháng thứ ba thì đưa họ tới với hội thánh, đưa họ tới với nhóm tế bào. Đó là chương trình 3 x 3. Và sẽ nhìn thấy tác dụng hành động. Cha ơi, hãy nắm tay nhau lại cầu nguyện. Hội thánh 1.000 người, 3.000 người, sự thật chúng con trước đây nghĩ nó là khó, nhưng càng về sau con lại càng nhìn thấy tòa nhà và đám đông đang đứng tại Berlin này không phải là khó. 3.000 người mới chỉ gần bằng 1/10 số lượng người tại Berlin này. Và mỗi chúng con đây là một người hầu việc Chúa và làm chứng về Giêsu. Nếu như 150 con người này, 120 con người này, 100 người này làm chứng về Chúa Giêsu thì biết bao nhiêu người sẽ tới với Ngài trong thời gian tới. Con cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Ngài ngày hôm nay tác động lên anh em chúng con, thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con nhận phước, không giữ phước lại cho bản thân mình nữa. Chúng con mang phước, đó là danh Giêsu, tới cho người thân của chúng con nữa. Một ngày họ xuống hỏa ngục, họ không thể trách chúng con rằng tại sao anh không nói cho tôi biết. Cha ơi, hãy thay đổi tâm trí của chúng con. Mỗi khu vực người Việt Nam sống, ít nhất có một nhóm tế bào. Mỗi một người trưởng nhóm tế bào sẽ đào tạo ra những người trưởng nhóm tế bào khác. Mỗi một thành viên trong nhóm tế bào là người trưởng nhóm trong tương lai. Con cảm ơn Chúa. Một lần nữa con cầu xin Chúa, cảm ơn Ngài vì Bureau tại gần chợ Đồng Xuân. Hãy ban phước cho chúng con với giá thật là rẻ tại nơi đó và hiệu quả thật là cao tại nơi đó. Chứ con cảm ơn Ngài. Con giao phó cho con người này trong tay Chúa và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.